Cửa hàng chúng em hôm nay xin phép được giới thiệu cho các bác máy SCT 660. Thì hôm nay chúng em tiếp tục ra một con máy 660 giá rẻ các bác ạ. Đây, quay sơ để cho các bác xem. Thì bên đằng trước này là đã có phun sơn sơ lại các bác nhé. Đây là phun sơn sơ lại, nhìn nó hơi sáng, nhìn nó sáng ha. Đó. Em lau đi, em mới nổ, em chưa có lau. Đó, nắp giật này cũng phun sơn sơ rồi này. Đó, em nói trước cho các bác biết. Đó. Thì về bên cái nắp chụp này thì cũng phun sơ, nhìn cho nó bóng, nó sáng. Nên các bác nhìn màu nó hơi lạ. Đó, nó hơi mới. Nhưng mà không phải máy mới các bác nhé. Nhìn nó hơi mới mà không phải máy mới. Mình có phun sơn sơ để nhìn cho nó đẹp vậy thôi. Đó. Đấy, quay kỹ cho các bác xem. Nắp giật này thì nắp giật rin các bác ạ, nắp rin nhưng mà em có phun sơ lại đó, nhìn nó sáng sáng sủa hơi đó, nắp rin các bác nhá. Quay tiếp vòng nữa này, em bỏ cái ghế em quay cho nó dễ quay, bữa trước bỏ ghế khó quay quá. Đây, cái khóa xích này thì không còn khóa được, không còn thắng được, gọi là mình gắn cho nó đẹp thôi. Đó, mình gắn để cho nó khỏi bật vô thôi, nó cũng bị gãy mấy cái chân ở đây rồi. Gãy mấy cái chân ở đây rồi. Nói chung là gắn cho nó đẹp thôi các bác nhé, chứ không có khóa, không có thắng, không có thiếc gì được nữa. Nhìn cho nó xinh xinh giống Ngọc Trinh thôi các bác nhé, nhìn cho nó đẹp thôi. Đó, cho nên là cái này bị gãy rồi. Đó. Chế bình xăng con này, tháo ra. Lọc gió lưới. Bình xăng con này thì vẫn là bình xăng con zin các bác nhé. Nói chung là em chỉ xài bình xăng con zin thôi. Đây là bình xăng con zin theo máy của nó. Thì chưa có thay thế bình xăng Oxylo vô, chưa có xài Đài Loan Trung Quốc vô. Nói chung là bình xăng cũ zin của nó là vẫn đang được sử dụng. Thì em vẫn xài là bình xăng của nó thôi. Bình xăng lớn cũng bình xăng zin của nó, cũng không phải là bình xăng thay thế. Rồi em xin phép được em bắt vô. Cái nắp này ở trên này, trên phía trên này, cái nắp này này, nắp ở phía trên này nó hơi bị ngày xưa á, khi của khách, máy của khách, cái máy này người ta xài nó bị lủng cái bô, thế là khóa nó phụt lên, nó bị lủng mấy cái lỗ ở trên này, thì em thấy nó không được đẹp, nó em có hàn lại rồi các bác nhá, em hàn lại kín ngon oxy tê rồi các bác nhá, yên tâm mà xài. Về cái bô lửa đó thì cũng thay bô lửa rồi chứ không phải là bô theo máy các bác nhá. Tay cầm, tay cầm này thì là tay cầm zin, tay cầm zin nhưng mà tay cầm này thì nó hơi, chỗ này nó hơi móc móc một tí, nó hơi móc một tí. Nói chung là tay zin nhưng mà hơi móc một tí, tay zin thì rất là cứng cáp các bác ạ, yên tâm ha. Đó, nắp chụp này thì không có bể chân, xài còn đầy đủ hết. Đó. Lửa IC lửa rồi là mâm lửa rước là cũng đều là đồ zin hết các bác nhé. Mấy cái đồ này là em xài đồ zin không thì em không có xài đồ lô. Hàm lồng dài đời mới, hàm lồng này là hàm lồng đời mới em mới quảng cáo đó, hàm lồng này là máy dài, xài một hàm rồng, máy này xài một hàm rồng các bác nhé. Bác nào muốn hai hàm rồng thì mua thêm cái nữa, còn cái máy này nó chỉ có một cái thôi. Chén côn này, nồi chén côn và rên. Rên của em nó thì vẫn coi như là xài rên của Ấn Độ các bác ạ. Đó. Thì máy này là xài rên Ấn Độ các bác nhé, chứ không phải là rên zin. Về nòng của nó thì nòng là cũng xài nòng Italia mà còn mới. Đó, còn mới 90%, nòng Italia mới 90% các bác nha, chứ không phải là nòng zin. Hơi rất là mạnh, nòng còn mới nên là hơi rất là mạnh, nên là cắt cũng rất là oxy tê con cá chê. Cắt đứt đôi cá chê được luôn. Thì cái này các bác yên xì tâm, các bác xài, các bác không phải lan tan ha. Rồi nòng gen rồi các cái em đã nói sơ qua hết rồi.
Thì bây giờ là em xin phép rồi em nổ máy để cho các bác nghe. Thì con máy này thì em cũng bán với giá chỉ có 3 triệu rưỡi là đầu máy không các bác nhé. Đấy, đầu máy không mà chưa có lam xích gì đó là 3 triệu rưỡi. Còn bác nào muốn mua thêm lam xích tùy theo loại, loại 450, loại 500, 6, 700, 8, 9, bồi đầm già xì thì tùm lum đó, nó nhiều loại ha. Thì các bác có thể lựa chọn thêm. Đấy. Tại vì em hết lam cũ rồi nên không có gắn lam cũ theo máy được. Nếu như em có lam cũ thì em gắn em cho thôi, nhưng mà tại vì em không còn nên là em không có cho được đó. Em chỉ còn đồ mới, mà đồ mới thì em phải bán thôi chứ em không cho được, các bác thông cảm nha. Rồi ôi xì tay. Và về máy này thì đó như em nói là xài riêng Ấn Độ và nòng Itani, cho nên là nó phù hợp với những các bác nào mà cưa với mức độ là vừa phải thôi, không có cưa nhiều, cưa ép các bác nhá. Mình cứ bổ cứ ấy thì vẫn được, nhưng mà mình xài làm sao mà trong cái khoảng mà coi như là mình đừng ép máy quá ha. Máy này mình thay đồ rồi mình ép quá thì nó sẽ không chịu nổi đó, nó rất là nhanh hư, nó dễ bị bể cái tâm. Cho nên là các bác xài mà những máy thay đồ rồi như thế này thì các bác đừng siết quá, các bác xài mà vừa xài vừa nâng niu nó xíu thì nó rất là bền, nó không phải không bị dễ hư lắm đâu, nhưng mà mình siết quá thì nó mới phải hư thôi đó. Nói chung mà máy mà các bác siết quá, kể cả đồ zin vô mà các bác siết quá thì nó cũng ai xì banh thôi, chứ nó cũng chả chả chịu nổi đâu đó. Chẳng qua thì đồ zin thì nó được lâu hơn chút thôi so với đồ lô, đồ itani. Nhưng mà nếu mà mình cưa với mức độ trung bình vừa đủ, mình không siết máy thì itani này, itani này thì cũng xài chịu được hết. Nói chung ở chỗ em người ta vẫn cưa, người ta chịu được hết, không có vấn đề gì cả đó. Chỉ có điều nó không bền như zin đó. Thì zin hết thì giá nó cao, nó phải khác. Còn nếu như mình thay đồ rồi thì giá nó khác, thì nó mềm hơn, nhưng mà thì nó cũng có một cái là nhược điểm của nó, nhưng mà giá nó rẻ. Thì với những bác nào cưa vừa vừa, cưa ít thì nó rất là phù hợp với cái giá tiền của mình đó. Em thay toàn đồ tốt do đồ 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 Italy, nhưng mà đồ tốt nhưng các bác xài cũng yên tâm, chứ em không có thay ba cái đồ tầm bậy rẻ tiền quá để về không có xài được, cho nên các bác yên tâm nhá đó. Tại vì những cái đồ ở đây là em ở đây là phần lớn người ta xài 6 6 không là nhiều, và những cái đồ nào mà xài được là em nắm được hết, đồ nào không xài được là em loại hết đó, nên các bác cứ yên xì tâm nhá. Bây giờ em xin phép em nổ máy để cho các bác nghe, các bác nghiên cứu ha. Em hạ máy xuống đã. Cái nổ các bác đóng nghe lên, nếu như các bác đang nổ thì các bác không phải đóng nghe, các bác giật thôi, nói chung hơi nó còn rất là mạnh các bác ạ. Nó còn khá là mới các bác ạ. Đó, nó chỉ có gãy cái thắng này ha. Tay này là gãy rồi các bác nhé, em nói trước là gãy rồi nhé. Tăng đưa này nó không có nhé, không xài, nó hư rồi em tháo không dục rồi đó. Thì đấy, những cái gì có những gì em nói hết cho các bác để các bác biết ha. Em giật lại phát nữa để các bác nghe, các bác yên xì tâm. Với máy này các bác đang xài vừa vừa với công việc vừa vừa thì nói chung là xài tốt. Nói chung thì bác là xài nhiều thì nó cũng được, nhưng mà nó không được bền các bác nhé. Bác là xài nhiều nó được bền, thời gian nó không có được lâu thì đó.
những bác nào xài công việc vừa vừa thì nó chịu tốt được. Đó, bác nào mua thì liên hệ với em qua số điện thoại 0389424345. Các bác điện không được thì các bác cứ nhắn tin hoặc các bác kết bạn Zalo, các bác gửi tin nhắn vào Zalo cho em. Nhiều khi em làm em không cầm máy thì các bác điện em chẳng nghe thấy gì đâu. Đó, nên là các bác cứ nhắn tin vào tin nhắn cũng được hoặc vào Zalo cũng được. Đó. Bác nào muốn mua thì cứ liên hệ với em nhé. Thì các bác mua các bác đặt cọc trước cho em 200k thì có thể các bác mua cả điện thoại, hoặc là các bác nạp tiền qua tài khoản của em. Bác nào muốn nạp tiền qua tài khoản thì báo cho em biết, em sẽ gửi số tài khoản để các bác nạp tiền vô. Còn bác nào mua cả thì báo cho em biết rồi em sẽ gửi cả cho em, rồi em sẽ nhận, em nhận rồi em sẽ báo cho các bác, rồi em xin địa chỉ các bác rồi em gửi máy cho. Đó, khi em gửi máy cho thì các bác nhận máy rồi các bác thanh toán hết số tiền còn lại. Rồi, ok cho các bác chưa? Còn bác nào muốn mua lam, mua thêm gì thì các bác cứ liên hệ với em thì em sẽ bán thêm cho nha. Rồi. Rồi, xin kính chào các bác đừng quên bấm like, bấm đăng ký kênh nha. Rồi, em chào các bác nha.